Hello, xin chào các bạn. Thì sáng nay mình đóng thùng các cây bông trang để gửi cho khách. Vị khách này ở Bình Phước và mình phát hiện có chú sâu lông đang bò bò trên cái lá. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải dứt cái chú sâu lông này ra để không thôi một hồi bẫy mình vô bầu vô bọc á sẽ bị dướng con sâu này và sẽ ngứa và sẽ không hay hơn là sao mình phát hiện đây nè. Mấy bạn đây, các bạn xem chú sâu đang này. Bây giờ đi xuống nha, cái gì thì cái chứ mình phải đi xuống để em thôi ngứa. Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ giết nó hay là thả nó? Vậy thả rồi nó bò lên cây khác là sao? Nó bò cây Con khác hay sao? nái đó, con nái Nó dít một cái hay là ngứa mấy ngày mấy đêm luôn. Đây quý vị, các bạn và các nó bị đứt khúc rồi đó. Chú sâu lông đây, chú này là con nái hả ta? Đó các bạn xem. Bây giờ mình tiến hành thả nó nha các bạn. Thả rồi nó bò cây khác là sao vậy? Con thả nó xuống 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 nước cho nó bò nha. Thôi bây giờ mình đem nó xuống xuống đây nha mấy bạn. Trời ơi, cầm một hồi nó bò lên cái tay luôn. Bây giờ mình tắt video. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Đó đó, chú vẫn còn bò đây. Đó 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 đó, đó gần tới cái tay rồi. Đó 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 đó, đó.